Đây là Boku no Hero Academy nhưng mà là bản Mỹ và đụt hơn. Tại vũ trụ 4953, Iron Man thì chỉ là anh thợ hồ và Captain America vẫn là một thằng xì ke thì có một lứa siêu anh hùng khác xuất hiện, trong đó người nổi tiếng nhất là Commander và Jetstream. Commander thì kiểu thánh gióng ở nước Mỹ, còn Jetstream thì có sức mạnh của một chiếc Boeing. Tại vì cô này biết bay Nghe thì không mạnh lắm nhưng mà ở thế giới này thì họ là những người sâu anh hùng số 1 về độ nổi tiếng Và như những người bình thường khác thì họ sinh con đẻ cái và yêu thương con cái của họ Will may mắn trở thành con của Commander và Jetstream Ít ra thì sẽ không thằng nào dám hỏi Will biết bố mày là ai không Tại vì có thể là Will không biết bố nó nhưng mà chắc chắn là nó sẽ biết bố Will Cái điều tệ duy nhất ở đây là Will không có sức mạnh gì cả Trong khi bố Will thì siêu khỏe, mẹ Will thì siêu nhanh, còn Will thì siêu bổ sung DHA Dĩ nhiên là bố mẹ cậu không biết điều đấy Họ nghĩ là một ngày nào đó thì cậu sẽ tiếp quản công việc của họ Vậy tôi không phải là giở bát mà là trở thành một siêu anh hùng cứu giúp nhân loại Hình như hôm nay là ngày nàng Will khai giảng đúng không nhở? Will đâu rồi? 9 triệu 9 1 tỷ Ờ bố đấy à? Vâng ờ, con vừa xúc miệng nhẹ nhàng một tỷ cái năng tạo thôi mà Ờ thằng này được Thôi băng tuổi mày tạo ra là một tỷ cái Trong một lượt Nhưng mà bố bảo này Bố rất tự hào về mày Hôm nay mày sẽ vào cái ngôi trường danh giá nhất của các siêu anh hùng và một ngày nào đó mày sẽ thay tao trừ gian diệt bạo giúp ích cho đời Thay vì ngồi nhà đánh vài trận cờ và mãi không qua được cái danh lục bảo Bố Will nói đúng nhưng mà ông không hề biết là Will còn không thể đánh đổi một thằng cu tiểu học Đây là Layla, cô bạn thân hàng xóm của Will Kiểu siêu bạn thân Vì Will không hề thấy Layla có điểm gì ngon cho đến khi cô 20 tuổi brr, Có quái vật em ơi, đến giờ móc phim rồi Thế Layla dẫn Will đi học hộ cô nhá Thằng này nó hơi nhát Sau đó là cảnh một con robot tấn công thành phố nhưng bát cơm của người dân không sao Tại vì Commander và Jetstream đã đến đấm một phát con robot hỏng luôn Cả ngày trông đấm hơi chán Bay một vòng đấm phát là xong Đấm nhanh đến mức mà Saitama chưa kịp sấy tóc Một khi Kamen Rider chưa kịp đeo thắt lưng Sau đó thì họ mang cái mũ chiến lợi phẩm về Còn Will thì chỉ biết nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ Nhưng mà đã đến giờ đến trường Đây có phải là xe đến trường học siêu nhân không anh? Không, đây là xe đến nhà mẹ cậu Người đang nằm chờ tôi Mà cậu tên gì nhỉ? Will hậu ạ à, thế à? Ừ, xin lỗi vì nhắc đến mẹ cậu ừ, mấy đứa đằng sau để ý nhá thằng này bố làm to đấy cẩn thận đấy sau đó thì chiếc xe buýt di chuyển bằng đường hàng không thì sao không đi máy bay chứ đi lên sky high ngôi trường dành cho các siêu anh hùng trông khá là giống cái đảo trên trời trong dragon ball ở đây thì có rất nhiều người với nhiều năng lực khác nhau đây là luffy còn đây là the flash nhưng mà trong phim này là những kẻ bắt nạt ừ, như mọi trường thì chúng ta sẽ phải đóng quỹ xây dựng cho nhà trường mỗi đứa 50 đô đúng rồi <laughs> đùa đấy thực ra là phí đấy là 100 đô và chúng ta sẽ thu sau Chào mọi người, tôi là chủ nhiệm Wen, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong suốt quá trình nhập học. Will không nghe được gì hết tại vì quả loa trước mặt hơi rè, ý tôi là hai quả loa. Nhưng mà cậu và mọi người tiến vào trong và gặp cô hiệu trưởng. Chào mừng các em đến với Sky 2 Chúng ta sẽ chuẩn bị cho bài kiểm tra sức mạnh. Kiểm tra sức mạnh là gì ạ? À? Là phân chia giai cấp nhưng mà phiên bản học sinh. Đơn giản là họ chia các học sinh ra làm hai lớp anh hùng hoặc là trợ thủ. Bây giờ thầy kiểm tra sức mạnh nhá. Nếu mà em có sức mạnh dị thì em sẽ trở thành anh hùng, yên tâm là bố mẹ vẫn còn sống. Còn nếu mà sức mạnh vớ vẩn ấy thì sẽ làm trợ thủ. Thế sức mạnh như nào là vớ vẩn hả à thầy? <laughs> là dùng ngoài bút ý. Trước khi mày là John Wick Và giờ thì lần lượt các học sinh tiến lên Cái cậu đầu tiên thì trông có vẻ nhút nhát Nhưng mà thực ra lại là The Rock Với CGI hơi tệ Và được xếp vào lớp anh hùng Jack xung phong làm người tiếp theo và với cái tên của cậu thì khó có thể làm được cái gì đó hay ho à, đã ai gọi cậu chưa em tên rách ạ à? giờ em làm nhá làm chưa đấy em đang làm rồi đây em làm gì đấy em đang phát sáng là sao em là đóm đóm thầy hiểu không em phát sáng ấy mày đùa tao đấy à và rách thì chỉ có thể làm trợ thủ với cái tên như vậy người tiếp theo là một cậu bé da màu không biết là có phải vì màu da không nhưng mà sức mạnh của cậu này trông khá giống bãi nôn và dĩ nhiên là không được làm anh hùng tiếp theo là ben 10 được làm anh hùng rồi và cô này biến thành quả bóng <laughs> là tôi thì tôi đuổi học luôn cậu này thì bất nhổ đất bọt tôi vẫn đuổi học ấy nhưng mà nhổ nước bọt acid à vẫn đuổi học nhưng mà trong phim này thì vẫn được làm anh hùng à ông này là Mystic này anh hùng sau đó thì đến lượt cô tóc tím là một người biến hình và có thể các bạn mong chờ cô này biến thành dòng trắng mắt xanh nhưng mà chắc do kinh phí là biến thành con chuột và làm trợ thủ sau đó thì thầy giáo gọi Layla nhưng mà Layla từ chối thể hiện sức mạnh tại vì sức mạnh của cô rất nguy hiểm đi học cái trường này làm gì và thế là nghiễm nhiên lây trở thành trợ thủ người tiếp theo là will nhưng mà trước cái gì quan trọng thì thường phải có quảng cáo nên là mọi người nghỉ ăn trưa trong thì là cái trường học thôi nhưng mà thực ra đây là phân chia tầng lớp rõ rệt như ấn độ thằng làm anh hùng thì hợm hĩnh còn trợ thủ thì không khác gì người da đen với danh tiếng của will thì ai cũng nghĩ là cậu sẽ làm anh hùng à, gia nhập hội ricky bắt nạt bọn trợ thủ nhưng mà thực ra là will chưa có sức mạnh gì hết không phải giống bố mà không bay giống mẹ Will là trợ thủ không nghi ngờ gì luôn Will được đưa đến phòng y tế và biết được ngoài mình ra thì cũng có một người có bố mẹ là siêu anh hùng nhưng mà lại chả có sức mạnh gì cả Chính là cái anh lái xe của trường Thế là Will trở về nhà với một cái mông sắp ăn 50 gậy Will định nói chuyện thẳng thắn với bố nhưng mà bố lại dẫn Will xuống căn hầm bí mật nơi mà ông để những chiến lợi phẩm của mình ở đấy Và dĩ nhiên là có mắt của con robot sáng nay Con mắt này khá quan trọng nha các bạn hãy nhớ Bố Will khoe về những chiến tích của mình Trong đấy thì có một khẩu súng to Cũng là chiến lợi phẩm lần đầu hai bố mẹ hợp tác Và bố Will mong là sau này cả gia đình sẽ hợp sức để tiêu diệt quái vật thấy bố có vẻ phấn khởi quá nên là will cũng không dám kể chuyện là không có sức mạnh nữa trong khi đấy thì có một kẻ đang theo dõi gia đình will thông qua con mắt sáng nay dự kiến là sắp thực hiện một âm mưu gì đấy will lên mái ngồi cắm sao và nói chuyện với layla thứ ra là với cái sức mạnh điều khiển gây gối của mình thì layla chắc phải trở thành anh hùng hạng s nhưng mà cô không hề thích cái vụ chia anh hùng sợ thủ để vì nghe nó giống mấy thằng nớt thế kỷ 19 thế là hai người vẫn vui vẻ lên lớp của trợ thủ thầy giáo của họ thì là một trợ thủ có tiếng tên là american boy sức mạnh của ông này là thay đổi nhanh nghe có vẻ hợp với gánh xiếc hơn là trợ thủ ấy. nhưng mà ông này đã từng hỗ trợ cho bố will ở đây thì ta biết được thêm là những trợ thủ bị đối xử rất là bất công như là không thể đặt tên hay là may trang phục mà tất cả đều là do người hùng của họ đặt cho sau đấy thì một vụ mất điện bất ngờ xảy ra và hóa ra là rách có sức mạnh của dom đóm thật và cứ thế họ có những buổi học rất vui với những kỹ năng và vũ khí bổ trợ do sức mạnh của họ quá si đa một số người như là rách vẫn muốn tự làm cái gì đấy bùng nổ nhưng mà ethan nói là làm trợ thủ thì hạ cái tông rộng xuống cúi cúi cái đầu không là anh hùng đã vỡ alo đột nhiên thì bố will trở về và gặp những người bạn của will cái sức mạnh của cháu là gì cháu là ethan cháu tan chảy cháu là rách cháu là dom đóm cháu biến hình thành thống trắng mắt xanh không thành chuột ấy. Bố Will liền gọi cậu vào trong nhà để nói chuyện à? Ê mày có thấy là siêu Anh Hùng bây giờ có siêu năng lực rất là kỳ quặc không? Không thực ra là bọn đấy là trợ thủ bố ạ à. Ê, e, mới năm nhất mày có ba hàng đệ rồi cơ à? Bố phải đến năm ba mới có trợ thủ đầu tiên đấy <laughs> Thực ra là con cũng là trợ thủ ạ à. Con trượt kỳ phân loại anh hùng ạ à. Cái gì? Trượt á? À chắc là tư thù cá nhân hồi đấy bố vay thầy con 50 nghìn chưa trả không thực ra là do con là con không có sức mạnh bố Will hiểu ra mọi chuyện vỗ về bảo ban khuyên nhủ đời con là, sức mạnh sẽ xuất hiện thôi nhưng mà Will cảm thấy bình thường cậu vui vẻ khi mà trở thành một trợ thủ làm kép phụ cho các siêu anh hùng thì cũng không phải là điều gì quá tệ và vì điều này mà Will đạt được điểm thiện cảm với các bạn bố Will sau một hồi được mẹ Will giảng đạo lý thì cũng nhận ra là mặc dù họ không thể trở thành gia đình siêu nhân và đóng phim Pixar nhưng mà ít nhất thì họ có thể đá Will ra khỏi nhà và đẻ một đứa khác mà vẫn trở thành gia đình siêu nhân không thực ra là họ vẫn rất yêu con tại vì đây là phim Disney Ngày hôm sau thì Will tiếp tục đến trường Chỉ có điều là giờ vị thế của cậu hèn đi trông thấy Trong lúc đang đi trong căng tin Thì Luffy phá đám khiến Will úp khay đồ ăn vào một cậu trai máu mặt đây là Ace Hỏa Quyền. Trong thế giới này thì Ace Hỏa Quyền có mẹ là anh hùng nhưng bố lại là tội phạm và bị bắt bởi bố Will nên là rõ ràng là hai thằng này sẽ đánh nhau bây giờ. Nhưng mà một bên là Ace Hỏa Quyền còn một bên là một thằng con trai 15 tuổi còn Jin thì tôi không cần nói bạn cũng biết là ai thắng. Will trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn. Ace Hỏa Quyền thì có vấn đề bị thị lực nhưng mà ném thế mà không trúng được nên là Will cứ bò lên phía trước. Những người bạn trợ thủ của Will thì ra mặt bảo vệ khiến Ace Hỏa Quyền quay sang gồng 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 như đang bị chĩ. Will thì không thể các bạn gặp nguy hiểm nên là thức tỉnh sức mạnh hất văng Ace vào trần nhà ấy điên lên lao vào sông mãi nhưng mà có phải lửa của bố này chắc chỉ đủ nướng mực thôi bị Will cho anh hành ngập mồm bù lại thì Ace có khả năng tanh khá cứng và một cái áo khoác chống cháy khá tốt buộc Will phải dùng đến tuyệt chiêu tối thượng của mình là bình cứu hỏa. Will giành chiến thắng và phần thưởng của hai cậu là làm việc thẳng với ban giám hiệu. Ê bro, tôi có ý này nhá. Bây giờ bố mẹ anh em mình đánh nhau nhưng mà thôi anh em mình làm hòa được không? Mày có nói chuyện với tao nữa là tao sút vỡ đầu mày. Và thế là Will có thêm một kẻ thù ở trường. Nhưng mà hiện tại thì cậu đang rất vui tại vì đã có siêu sức mạnh. Tuy nhiên là bị gọi lên ban giám hiệu thì bố mẹ không thể tha cho cậu được. Và khi tôi nói không thể tha được thì ý tôi là mẹ thôi còn bố Will sướng lắm. Tao với mẹ mày đã cá xem là mày sẽ có sức mạnh của tao hay của mẹ và đoán xem ai là người với chiến thắng nào. À, nhưng mà nếu mà mẹ hỏi thì bảo là mày bố đã thích thu ps 5 của mày nhá nhưng mà con làm gì có ps 5 bây giờ mày có rồi đấy trong khi đó thì con mắt robot vẫn tiếp tục theo dõi gia đình will ngày hôm sau will nhận quyết định chuyển sang lớp anh hùng ban đầu thì cậu này có vẻ buồn cho đến khi được gặp với chị đẹp huyền baby nhờ vào khả năng thao túng công nghệ thì huyền baby đã giúp will vượt qua bài kiểm tra và tranh thủ đánh mắt đưa tình gạ will làm chàng học sinh may mắn và cô gia sư đảm đang thế là will gia nhập vào nhóm siêu anh hùng và dĩ nhiên là anh hùng thì không chơi với trợ thủ nữa will cảm thấy khá là có lỗi nên là đuổi theo lây la xin lỗi cô và hẹn là nay hai đứa đi ăn cho nó gắn kết tình cảm đây là ok nhưng mà Will lại vướng phải rắc rối với bọn bắt nạt trong một pha cái khá to từ rắc và Ethan thì Will đã phải tham gia cuộc đấu giải cứu công dân thứ mà chưa năm nhất nào có thể thắng được cộng thêm Will mới có sức mạnh chưa lâu và cộng thêm hai thằng kia là Luffy và The Flash cộng thêm chúng nó đang bất bại thì để có thể cứu được cái đầu của rắc và Ethan khỏi bồn cầu thì Will phải làm được The Flash chọn người bắt cặp với Will là ace hỏa quyền Will đối đầu với The Flash nhưng mà vì The Flash quá nhanh Will gặp một chút bất lợi cộng nảy ra ý tưởng là đấm mạnh xuống đất nhưng mà thay vì tạo ra một lỗ dưới đất như cách mà vật lý hoạt động thì lại tạo ra một sóng địa chấn hất văng The Flash và Luffy. Luffy bị Will buộc vào cột trong khi còn chưa kịp dùng Gear hai nhưng mà Ace thỏa quyền bị Flash bán hành. Will thì đứng trước hai lựa chọn, một là cứu Ace, hai là cứu công dân và cậu đã lựa chọn cứu Ace, tại vì Ace mà chết không có đâu nứt thì không phải là Ace. Will ném Ace về phía công dân và giành chiến thắng và Will trở thành nhà vô địch của nhân dân trước sự tung hô của mọi người nhưng mà cũng đồng thời quên đi những người bạn của mình trở về nhà để Will được bố khen hết lời và ngạc nhiên hơn là cái chị Huyền Baby lại đến chơi Will sướng quá nên là quên luôn buổi hẹn với Layla cô bé ngồi một mình tại quán và vô tình gặp Ace làm phục vụ tại đây hai người tâm sự các thứ và Layla để lộ việc mình thích Will nhưng mà không dám nói ra tại vì đối thủ là chị Huyền Baby trong khi đó thì chị Huyền Baby đã lấy được cảm tình của gia đình Will và mời bố mẹ Will tham gia lễ hội sắp tới của trường ở đó thì họ sẽ nhận được giải anh hùng của năm sau bữa ăn thì họ nói về cuốn kỷ yếu của trường Sky High trong đó có một người là Su Tenny, người đã biến mất bí ẩn trước hôm tốt nghiệp sau đó thì Will đưa Huyền Baby về nhà và được hôn cho một cái sướng hết cả người cùng trong lúc đó thì tên phản diện bí ẩn đang ngắm nghĩa phòng bí mật của nhà Will hắn ta chú ý đến khẩu súng pacifier về cơ bản là khẩu súng này giúp con người trẻ lại Sáng hôm sau Will đến gặp Layla và xin lỗi vì hôm qua đã không đến nhà hàng. Layla định rủ Will đi buổi dạ hội thì Will lại khoe là e, tao đi với chị Huyền Baby đấy. Thế là Layla cũng quay xe nói mình sẽ mời Ace hỏa quyền. Cũng vì chuyện này mà Layla làm thân với Ace. May là Ace trông nóng tính thế thôi nhưng mà sống lại nội tâm đồng ý là sẽ đi với Layla để Will tức. Hôm sau thì Will đưa Huyền Baby về nhà thì Huyền Baby đá mắt đưa tình gạ gẫm Will mở một bữa tiệc. Will nhìn cặp loa kia thì đồng ý luôn và rất nhiều học sinh lớp anh hùng đến lớp dự tiệc khiến Will không thoải mái và muốn gọi cho Layla và Jack nhưng mà Huyền Baby lại tiếp tục sử dụng mỹ nhân kế quyến rũ Will lừa cậu dẫn cô xuống phòng bí mật. Layla sau đó thì cũng đến bữa tiệc. Huyền Baby sau đấy lật mặt quay ra bảo Will đuổi Layla. Layla nghe xong buồn quá thề là sẽ không chơi với Will nữa và ra về. Will thì hóa ra vẫn còn chút lý trí chọn bạn thân thay vì một Bà cô xa lạ dù trông rất ngon nhưng mẹ vừa mới quen thế là Will đá Huyền Baby và đuổi hết tất cả ra ngoài đúng lúc đấy thì bố mẹ Will cũng về tới nơi đuổi hết tất cả ra ngoài nhưng mà với tốc độ nhanh hơn Will bảo với bố mẹ là mình sẽ không đi xã hội nữa khiến bố Will rất thất vọng Will sau đó đến nhà hàng tìm Layla và gặp Ace Ace bảo Will là thằng khốn và bỏ đi đến hôm đấy thì buổi xã hội diễn ra Will vẫn quyết định ở nhà trong lúc rảnh rỗi thì cậu ngồi nghiên cứu lại những bài báo năm xưa và nhận ra là cái bà cô Su mất tích năm xưa bằng một cách nào đó lại chính là Huyền Baby Will nhìn cái khẩu pacifier biến mất và nhận ra Huyền Baby chính là phản diện Cậu gọi điện cho anh tài xế xe buýt và được anh trở đến trường Em bảo này nếu mà 30 phút nữa em không ra ấy, thì anh sẽ vào ok ý em là anh phải gọi Avengers và cùng họ tiến vào. Ok tao hiểu rồi. Trong khi đó tại dạ hội thì Huyền Baby cuối cùng đã lộ bộ mặt thật, dùng khẩu Pacifier bắn vào tất cả các học sinh và bố mẹ Will biến họ thành trẻ sơ sinh. Nhóm trợ thủ gồm Jack, Ethan, Magnita, Layla và thêm Ace hỏa quyền trốn thoát. Họ gặp được Will đang chạy vào trong. Will xin lỗi vì là một thằng khốn. Layla hôn Will và những trợ thủ với nguồn sức mạnh yếu vãi trưởng sẽ phải lần đầu trở thành anh hùng. Will chạy đi tìm Huyền Baby. Ace đấu với The Flash, Layla đấu với Naruto và Ethan đấu với Luffy. Luffy phim này phế vãi trưởng là bị ấn đầu vào bồn cầu. Will đấy cũng tìm được Huyền Baby và biết được rằng Huyền Baby không phải là con gái của Su kia mà chính là Su bị thu nhỏ. Có nghĩa là bấy lâu nay Will cặp kè với bà cô U60. Đáng nhẽ là phải có con mẹc với con trong cư nữa thì cũng đáng. Will cày qua là vào đấm bà Huyền Baby một trận trong khi đó thì Ace đã đánh bại được The Flash và Layla với sức mạnh của phân bón tăng trọng thì dễ dàng đánh bại được Naruto và biết được kế hoạch của Huyền Baby là cho trường Sky High rơi tự do. Cách duy nhất để ngăn chặn là chui qua đường ống để đến phòng máy và cái ống đó thì kích cỡ bằng một con chuột và thật tinh cơ chúng ta có một người có thể biến thành chuột Nói chung là đạo diễn khá biết cách là mọi người có ích đấy. Cũng trong lúc đấy thì Will đánh nhau với Huyền Baby và bị ném ra ngoài, nhưng mà trong giây phút sinh tử thì Will kích hoạt sức mạnh bay của mẹ và đấm vỡ mặt chị Huyền Baby. Trong lúc Will không để ý thì bà này đã kích hoạt hệ thống trọng lực khiến Sky High rơi tự do. Will bay xuống dưới định đánh bại các định luật vật lý, nhưng mà cậu lại là Homelander chứ không phải là Superman sao mà đỡ được. May mà Magneta đã làm được và Sky High bay lên không trung, không phải là vì Will bay lên đâu, vật lý không hoạt động như thế. À, mọi việc đã xong cái ông thầy đầu to tuy đã bị thu nhỏ nhưng mà vẫn có trí thông minh siêu việt nên là sửa lại khẩu súng và biến mọi người thành người lớn đứng trước những người hùng của trường học những người bị đánh giá là trợ thủ nhưng mà đã cứu tất cả những người hùng của trường thì bố will trao cho những cậu nhóc chiếc cúp danh dự của trường và mọi chuyện kết thúc êm đẹp ai về nhà đấy huyền baby cùng đồng bọn đi tù anh tài xế ron thì rơi vào bể hóa chất và có siêu năng lực khổng lồ thế là chim bằng này to ra đúng không còn với will thì bạn gái cậu trở thành kẻ thù kẻ thù trở thành bạn thân còn bạn thân trở thành bạn gái cuộc đời viên mãn và sẽ không bao giờ có phần 2. Yes sir. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong Sky 2. Tôi là vui vẻ. Đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.